Quý vị và các bạn thân mến, một cái chủ đề hôm nay buổi sáng Tự Doanh Chứng Khoán sẽ dành ra 15 phút để trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn, và là một trong những cái chủ đề được quý anh chị em và các bạn hỏi rất là nhiều. Đó là năm 2019, năm 2020, trong cái điều kiện là khủng hoảng kinh tế toàn cầu có thể đang chuẩn bị sẽ diễn ra, cộng với việc là nền kinh tế Việt Nam cũng có thể sẽ chậm bớt cái đà tăng trưởng trong năm 2019, năm 2020. Thì vậy thì năm 2019, năm 2020 thì nên đầu tư vào đâu? Nên đầu tư vào đâu? Và nên làm gì trong cái giai đoạn được dự báo rằng là sẽ khó khăn hơn cho nền kinh tế toàn cầu nói chung, nền kinh tế Việt Nam nói riêng và các doanh nghiệp? Thì thưa với anh chị em và các bạn, thì trong một cái bộ phim gần đây chúng tôi có xem lại, thì đó là bộ phim Đầu Tiền Không Ngủ, và cũng có những cuốn sách viết về cái câu chuyện này. Tức là ý muốn nói rằng là tiền thì không bao giờ ngủ, không bao giờ ngủ. Nó chỉ vận động và dịch chuyển từ kênh đầu tư này sang kênh đầu tư khác, từ thị trường này sang thị trường khác, và nó luôn luôn hoạt động, vận động và đẻ ra tiền theo một cái tỷ lệ nhất định, tùy thuộc vào khả năng và năng lực đầu tư của mỗi người và của mỗi tổ chức đầu tư khác nhau. Tuy vậy thì theo cái cách nhìn của chúng tôi thì có thể là cái việc mà đồng tiền không ngủ thì là hợp lý, nhưng có khi nào thì đồng tiền cũng cần phải nghỉ ngơi hay không? Có khi nào cần phải nghỉ ngơi hay không? Thì đây là một câu hỏi khá là khó được đặt ra, và là mong là anh chị em và các bạn cũng cần phải suy nghĩ thêm về cái câu chuyện này. Và việc mà để cho đồng tiền nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian nhất định thì có cái ích lợi gì về mặt gọi là lợi ích của đồng tiền trong một khoảng thời gian mà nền kinh tế khó? Thì tôi thường hay có một cái trao đổi và chia sẻ với lại một số anh chị em khác trong giới, thì đưa ra một cái kết luận là có những khoảng thời gian, có những lúc chúng ta cần phải duy trì cái sự kiên trì nhất định để có thể phân tích và tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư mới, tạo ra nhiều cái lợi ích hơn, thay vì là chúng ta cố gắng dịch chuyển cái dòng tiền của mình đi từ cái kênh đầu tư này sang kênh đầu tư khác. Tại sao lại như vậy? Lấy một ví dụ rất là giản đơn và để anh chị em và các bạn dễ hiểu, rằng là trong cái lúc mà thị trường chứng khoán tăng điểm trong cái giai đoạn bùng nổ 2015-2018, thì trong lúc đó thì các thị trường khác có vận động hay không? Thì xin thưa với anh chị em và các bạn là các thị trường khác cũng vận động, và thậm chí đôi khi còn vận động nhiều hơn thị trường chứng khoán. Với ví dụ như thị trường bất động sản hoặc là các hoạt động kinh doanh ở bên ngoài, thì trong cái giai đoạn đó thì cũng phát triển và kinh doanh rất là tốt. Thì như vậy là rõ ràng là sau một cái chu kỳ, chúng ta đã hiểu về những cái chu kỳ kinh tế, đã hiểu về cái vận hành của nền kinh tế trong một cái chu kỳ trong dài hạn, có ngắn hạn. Chúng ta phải hiểu được rằng là khi chu kỳ kinh tế xảy ra, nền kinh tế chung tích cực tốt hơn, thì rõ ràng là không ngoại trừ bất kỳ một cái ngành nghề, hoặc là không ngoại trừ bất kỳ một cái lĩnh vực nào, nó đều vận động chung với nền kinh tế, không có lĩnh vực nào đứng yên, chẳng qua là có lĩnh vực để đi chậm hơn và lĩnh vực đi nhanh hơn. Thì giữa sự tương đồng, tương quan giữa thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán, thì giai đoạn 2015-2018 được gọi là giai đoạn gọi là nới lỏng tiền tệ, hoặc là giai đoạn gọi là tiền rẻ của kinh tế toàn cầu nói riêng, nói chung và kinh tế Việt Nam nói chung. Và cái giai đoạn mở rộng tiền tệ như vậy thì bất động sản cũng tăng 3 lần, chứng khoán thì cũng được đánh giá là tăng ở cái mức gọi là double, tức là từ mốc 580 điểm là lên tới 1.200 điểm, tức là hơn một lần với chỉ số VN Index. Như vậy chúng ta thấy được rằng là rõ ràng các thị trường đều thay đổi, và khi mà chúng ta dịch chuyển dòng tiền thì nhiều anh chị sẽ nghĩ rằng là chúng ta đang được lợi ích, ví dụ kiếm lời được trên thị trường chứng khoán thì có thể dịch chuyển sang đầu tư thị trường bất động sản, thì rõ ràng, hoặc là chuyển sang dịch chuyển đầu tư ở cái việc là mở rộng sản xuất, mở công ty hay là làm một lĩnh vực nào đó. Thì rõ ràng khi mà chúng ta cảm thấy khó ở một thị trường này thì các thị trường khác nó cũng khó như vậy. Do đó thì chúng ta phải suy nghĩ đến một câu chuyện, đó là thực tế thì tiền nó không bao giờ ngủ, là bởi vì sao? Bởi vì chi phí vốn, khái niệm về chi phí vốn, tức là nếu đã có một cái dòng tiền nào đó nhất định thì tối thiểu thì chúng ta cũng có thể sẽ làm được một cái việc đơn giản nhất, đó là chỉ là gửi ngân hàng để đồng tiền nó đẻ ra tiền,
Mặc dù là cái việc này thì nó được cái lợi ích là thấp nhất và dễ dàng nhất, rủi ro thấp nhất, nhưng thực tế nó không ngủ, nó vẫn đẻ ra tiền cho anh chị em và các bạn. Thì chúng tôi tạm gọi cái việc gửi ngân hàng hoặc là cầm giữ cái đồng tiền của mình bằng việc mua những cái tài sản có thanh khoản cao, khi cần chúng ta có thể thanh lý và bán được, ví dụ như là vàng, ví dụ như là nắm giữ đô, hoặc là một số cái tài sản khác mà có tính thanh khoản cao, nhanh, có thể sử dụng trong cái câu chuyện là mua bán trong những lúc mà kinh tế khó khăn. Thì đó là cái cách mà chúng tôi tạm gọi đó là đồng tiền nghỉ ngơi. Đồng tiền nghỉ ngơi ở đây tức là chúng ta tạm thời cho có một cái khoảng thời đoạn để cho chúng bản thân, không phải cho tiền nghỉ ngơi mà cho chính bản thân mỗi nhà đầu tư một cái khoảng thời gian để kiên trì, để đánh giá lại tình hình, để xem xét, để nhìn nhận và để cho thời gian để cái nền kinh tế nó trả về những cái tín hiệu cho chúng ta có thể nhận biết được rằng là liệu là nền kinh tế đã ổn lại chưa, những cái vấn đề về sự dịch chuyển, về tài chính, về giá cổ phiếu hay là giá bất động sản nó có tạm thời nó ổn định lại hay không. Thì thưa với anh chị em và các bạn, thì để nói thêm để anh chị em và các bạn hiểu hơn là rõ ràng thì nếu chỉ nhìn trên thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã có một năm 2018 không hề vui vẻ một chút nào. Từ đầu tháng 4 năm 2018 tới bây giờ thì thị trường chứng khoán giảm rất là mạnh, giảm khá là nhiều luôn, phải kể tới là khoảng đâu đó 20-25%. Ở mức giảm từ 1.200 mà giảm sâu nhất là về 880 điểm, tức là giảm đâu đó cỡ khoảng tầm 900, khoảng tầm 300 điểm, khoảng tầm 300 điểm, hơn 300 điểm, 320 điểm. Mức giảm 320 điểm là mức giảm nhiều, do đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là giảm nhiều như vậy rồi thì dễ chừng là nó sẽ ổn. Nhưng thưa với anh chị em và các bạn, anh chị phải lưu ý một điều rằng nền kinh tế thực được hiển thị qua thị trường chứng khoán, và thị trường chứng khoán là hàn thứ biểu, là cái biểu đồ đo cái nhịp tim của nền kinh tế. Do đó thì cái biểu đồ này nó sẽ đến rất sớm, nó sớm hơn rất nhiều so với nền kinh tế thực. Tức là khi mà nền kinh tế thực chưa có dấu hiệu của câu chuyện gọi là gặp những cái rắc rối thì thị trường chứng khoán nó đã hiển thị cái chuyện đó rồi. Nó sớm hơn từ 6 tới 9 tháng, tức là từ 2 quý đến 3 quý. Trong lúc mà nền kinh tế thực, những cái vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, những cái câu chuyện về doanh thu lợi nhuận của các doanh nghiệp vẫn được gọi là tạm ổn và thậm chí là có thể được gọi là tích cực, thì nền kinh tế thì trên thị trường chứng khoán đã xảy ra những cái vấn đề liên quan đến việc mà bán tháo trên thị trường chứng khoán trong giai đoạn vừa qua, thì anh chị đã nhìn thấy rồi. Và từ đó thì chúng ta mới phải suy nghĩ thêm được là chỉ khi nào mà cái việc mà nền kinh tế thực nó hiển thị ra những cái điều xấu nhất mà không còn có thể xấu hơn được, thì lúc đó thì chúng ta mới bắt đầu mới có thể nên suy nghĩ đến những cái câu chuyện, tức là nền kinh tế tạo ra một cái vùng gọi là tích lũy để gọi là tốt hơn, và từ đó nó mới tạo ra được cái sự kỳ vọng của các nhà đầu tư. Và đến cái giai đoạn đó là cái giai đoạn thì có thể là sẽ là lúc mà gọi là khó khăn nhất của nền kinh tế thực, hiển lộ những cái thông tin, những cái vấn đề của nền kinh tế thực, thì chúng ta mới bắt đầu tính toán đến câu chuyện là thị trường sẽ phục hồi. Thì đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là ở cái kênh đầu tư này, nếu chúng ta không kiếm ăn được, chúng ta thạo về cái lĩnh vực này mà chúng ta còn đang cảm thấy rất khó khăn trong việc kiếm ăn, thì việc dịch chuyển sang một lĩnh vực khác hoàn toàn mới mẻ thì đó là một câu chuyện anh chị và em và các bạn cần phải suy nghĩ. Bởi vì chúng ta không thạo thì đương nhiên trong một cái cách đánh giá của nhóm chúng tôi á, thì chúng tôi hay đánh giá là chỉ mong là mua được với cái mức giá phù hợp, chứ không bao giờ mong được mức giá rẻ hoặc là mức giá gọi là đầu tư tốt. Là bởi vì chúng ta không thạo thì chúng ta tránh được cái câu chuyện là không bị lừa, đó là may lắm rồi. Thì chúng ta chỉ mua một cái sản phẩm tốt với cái giá phù hợp đã là tốt lắm rồi. Do đó thì cái câu chuyện anh chị nghĩ đến câu chuyện dịch chuyển sang một cái lĩnh vực đầu tư khác là điều không nên. Và chúng ta cũng cần phải cân nhắc thêm, bởi vì như đầu video đã nói là thị trường nào nó cũng tăng đồng pha với nhau cả. Chứng khoán tăng thì bất động sản nó cũng tăng. Và những cái lĩnh vực khác ví dụ như đầu tư và làm doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh thì nó đều gặp vấn đề. Vậy thì để thêm một ý khác, tức là nhiều anh chị muốn rằng là vậy nếu như vậy chúng tôi vẫn muốn đầu tư chứng khoán thì vậy thì đầu tư vào ngành nghề nào, đầu tư vào lĩnh vực nào thì nó sẽ tránh được cái rủi ro. Thì ở đây chúng tôi chỉ nói với anh chị em và các bạn hai vế để có thể tránh bớt được cái rủi ro, chứ không muốn nói đến câu chuyện là đầu tư sinh lời cao mà rủi ro thấp thôi. Thì cái lĩnh vực đầu tiên mà chúng ta nên quan tâm nếu như chúng ta vẫn muốn đầu tư vào thị trường tài chính, đó là lĩnh vực mà những cái doanh nghiệp trong giai đoạn vừa qua thì có tốc độ tăng trưởng vừa phải, có cái cổ tức
cái sự thay đổi về mặt giá thì không nhiều và có cổ tức đều đặn, tính theo cái tỷ lệ phần trăm là xem với lãi suất ngân hàng hoặc là cao hơn lãi suất ngân hàng. Tôi có đã đưa ra một vài cái ví dụ điển hình trong những video trước đây, nói với anh chị em và các bạn một số doanh nghiệp với cái mức giá của cổ phiếu nó không tăng nhiều, nó nằm ở quanh đâu đó khoảng tầm từ 10 đến 15.000, nhưng mà cổ tức định kỳ hàng năm thì của cái doanh nghiệp đó nó được chia từ mức từ 10% đến 15% bằng tiền. Thì chúng ta có thể lấy cái mức là 10 đến 15% đó, chúng ta chia ngược lại với cái chi phí vốn và về giá thì chúng ta sẽ cầm giữ được những cái cổ phiếu đó mà mang tính chất gọi là sống qua khủng hoảng. Bởi vì chúng ta vẫn nằm được lấy được một cái tỷ lệ cổ tức chia cho chi phí vốn bằng hoặc cao hơn lãi suất ngân hàng thì nó cũng là hợp lý. Đó là một lĩnh vực mà chúng ta có thể quan sát và tìm kiếm. Thì nếu mà chưa biết là nó là những công ty nào thì anh chị vui lòng là bình luận ở video dưới video thì chúng tôi sẽ để lại cho, tức là trả lời anh chị em và các bạn là một vài cổ phiếu tiêu biểu như vậy. Các lĩnh vực thứ hai mà có thể là giá trong giai đoạn vừa qua nó cũng có tăng nhiều nhưng mà nó so với lại cái việc mà bình diện chung thì cái việc giảm lại trong giai đoạn vừa qua nó là cũng đã là tương xứng. Và hơn thế nữa thì nó thuộc vào trong những cái lĩnh vực lĩnh vực sau thì nó sẽ không chịu ảnh hưởng cái suy thoái kinh tế nhiều lắm. Một đó là các lĩnh vực về đồ dùng tiêu dùng, đồ ăn, đồ uống. Tôi lấy ví dụ như là các lĩnh vực về thực phẩm, Vinamilk, Sabico và một số lĩnh vực về bánh kẹo nữa giải khát thì nó sẽ là không chịu ảnh hưởng nhiều lắm. Kinh nghiệm thực tế thì trong các cái đợt khủng hoảng thì nó cũng chịu ảnh hưởng nhưng nó sẽ bị ít hơn và chúng ta đủ cái khả năng để chúng ta vẫn được hưởng những cái lượng cổ tức nhất định và sau cái chu kỳ kinh tế thì nó cũng vẫn sẽ có những cái dịch chuyển tích cực về mặt giá trong các cái chu kỳ gọi là suy thoái. Lĩnh vực thứ hai đó là lĩnh vực dược phẩm. Ví dụ như dược Hậu Giang, ví dụ như là dược Domeco, một số lĩnh vực về các công ty sản xuất về dược phẩm thì nó vẫn duy trì được cái hoạt động kinh doanh tốt và tích cực trong cái giai đoạn nếu kinh tế có vấn đề. Cái lĩnh vực thứ ba nó là lĩnh vực về vận tải và vận tải hành khách và vận tải hàng hóa thì đó là một trong những cái lĩnh vực mà nó vẫn duy trì rất là tốt, ví dụ như logistics cảng biển, ví dụ như là hàng không, ví dụ như là vận tải hành khách và hàng hóa liên quan tới các cái hãng xe và bán hàng là thương mại dịch vụ liên quan đến bán hàng dịch vụ sản phẩm. Cái thứ tư mà chúng tôi muốn nói tới mà trong bất kỳ một nền kinh tế nào mặc dù nó sẽ cũng chịu ảnh hưởng nhưng nó sẽ chịu ảnh hưởng ít hơn, đó là lĩnh vực năng lượng và đặc biệt là lĩnh vực liên quan đến thủy điện, nhiệt điện và các công ty thủy điện, nhiệt điện nó thường xuyên là có một cái dòng tiền rất là ổn định và có cổ tức rất đều đặn. Ví dụ như thủy điện Cần Đơn, ví dụ như thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh, ví dụ như là một số công ty nhiệt điện, ví dụ như là nhiệt điện của bên lĩnh vực dầu khí là PV Power hoặc là một số lĩnh vực khác liên quan đến năng lượng gọi là năng lượng cung cấp cho hoạt động sản xuất thì nó cũng chịu ảnh hưởng nhưng ít chịu ảnh hưởng nhất. Thì đó là ba lĩnh vực mà chúng tôi muốn trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn nếu anh chị vẫn muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán. Còn theo quan điểm cá nhân của chúng tôi thì có một số giai đoạn thì chúng ta cần phải kiên trì, cần phải có thời gian để có thể để cho những cái tín hiệu thị trường nó trả về cho chúng ta. Trước giai đoạn vừa qua là một trong những giai đoạn mà chủ yếu thị trường dịch chuyển theo hướng là chúng ta gọi là phân tích và dự báo. Còn trong những giai đoạn sắp tới thì chúng ta sẽ bắt đầu sẽ nhìn nhận được những cái tín hiệu của thị trường nó sẽ trả về. Ví dụ như hoạt động kinh doanh quý tư của các doanh nghiệp, ví dụ như kinh tế vĩ mô, ví dụ như lạm phát, ví dụ như GDP tăng trưởng, ví dụ như là những cái tín hiệu khác liên quan đến việc làm, ví dụ như các dự án sản xuất và đặc biệt là cái tín hiệu thị trường trả về từ việc chiến tranh thương mại cũng như là trả về từ cái việc mà thị trường chứng khoán thế giới nó sẽ tác động như thế nào và nó sẽ suy giảm ra làm sao thì nó sẽ là những cái tín hiệu trả về cho chúng ta. Cái lĩnh vực thứ tư mà chúng tôi muốn trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn nữa đó chính là anh chị em và các bạn cũng phải khá là lưu tâm đến một cái câu chuyện, đó là trong cái giai đoạn mà nếu như chúng thực sự là không có việc gì làm tốt nhất là đừng làm gì cả và dành thời gian đó ra để với những anh chị em và các bạn nào mới tham gia lĩnh vực này thì dành thời gian để đọc sách, nghiên cứu, tìm hiểu dữ liệu, tập hợp các cái doanh nghiệp cần theo dõi về mặt giá và tập hợp lại các dữ liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh và chúng ta đưa ra những cái dự báo kinh doanh trong cái giai đoạn suy thoái. Bởi vì khi chúng ta dự báo trong cái giai đoạn mà suy thoái thì cái việc mà chúng ta đứng ngoài thị trường, tức là ở cái trạng thái giao dịch là đứng ngoài, thì chúng ta sẽ có cái sự công tâm nhất định để khi dự báo cái hoạt động kinh doanh và từ đó sẽ làm cái nền tảng, làm cái kiến thức cho chúng ta trong cái giai đoạn sau này chúng ta thực tế bỏ tiền vào đầu tư. Tôi lấy ví dụ như giả sử anh chị em và các bạn có thể làm những cái báo cáo phân tích dự báo hoạt động kinh doanh của Thế Giới Di Động, của Vinamilk, của Sabico, của Vietcombank, của BIDV,
của Hòa Phát, của Hoa Sen hoặc là bất kỳ một cái doanh nghiệp nào anh chị và các bạn đang quan tâm, và đưa ra những cái dự báo cho cái quý tới, cho cái hai quý tới, cho năm tới nó như thế nào. Và từ đó anh chị và các bạn rút ra những cái kinh nghiệm trong cái điều kiện là anh chị và các bạn không có giao dịch cổ phiếu, tức là đứng ngoài, thì cái sự công tâm nhất định đó sẽ đem lại cho quý anh chị em và các bạn một cái lượng kiến thức rất là cao, rất là nhiều, để sau này khi chúng ta thuần thục trong cái câu chuyện phân tích rồi thì thị trường bước vào một cái chu kỳ tăng trưởng kinh tế mới, chúng ta sẽ hoàn toàn có thể chọn lựa được một cái cổ phiếu mà nó tốt, mà chúng ta đã theo dõi rất là lâu và sẽ đem lại những cái hữu ích nhất định cho quý anh chị em và các bạn. Thì mong rằng là cái video này thì giải quyết được cái câu hỏi mà quý anh chị em và các bạn đặt phản hồi về cho cái nhóm của chúng ta về cái câu chuyện là nên đầu tư vào đâu khi nền kinh tế có những cái trục trặc về mặt gọi là khó khăn về mặt kinh tế tăng trưởng và cái nền kinh tế toàn cầu đang rất là khó dựa gọi là tin lượng. Nếu mà những cái thông tin chúng tôi cung cấp là hữu ích thì vui lòng để lại like, chia sẻ video và cũng như là đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một video tiếp theo.